Quý vị thính giả thân mến, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo VFF cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm việc với phòng các đội tuyển VFF vào hôm nay, chốt lại bảng danh sách tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Suốt thời gian qua, thầy Park và ekip đã xới tung Philip để kiểm tra phong độ, đồng thời tìm kiếm những phát hiện mới. Theo kế hoạch, đầu tháng 6, hai đội tuyển đều được tập trung. U23 Việt Nam có một tuần chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7 tháng 6 tại Phú Thọ. Còn tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu rất đáng chờ đợi tại Thái Lan là King's Cup từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6. Danh sách tuyển Việt Nam được chú ý hơn cả bởi có rất nhiều gương mặt quen thuộc được thầy Park triệu tập như là Đặng Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng để quyết đấu với kình địch Thái Lan. Với những trường hợp có nguy cơ lỡ hẹn với King's Cup cũng gây ra nhiều hụt hẫng lẫn tò mò. Trong số này, trường hợp Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Tiến Linh đang được thầy Park cân nhắc kỹ lưỡng. Duy Mạnh tái phát chấn thương ở vòng 8 V-League, phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Dù trung vệ câu lạc bộ Hà Nội đang hồi phục nhanh, nhưng để anh kịp bình phục dự King's Cup với phong độ cao, đó thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Cũng ở hàng hậu vệ, Văn Thanh đã không được đăng ký để thi đấu ở vòng gần nhất tại V-League. Hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai được thông báo có vấn đề cơ đùi, dù trước đó hậu vệ quê Hải Dương đã ra sân thi đấu 3 trận liên tiếp và có một bàn thắng ở V-League. Nếu Văn Thanh không lên tuyển, thầy Park sẽ đau đầu thực sự, bởi huấn luyện viên người Hàn cũng khó có thể gọi Trọng Hoàng, cầu thủ chưa thi đấu trận nào ở V-League mùa này. Bên cánh phải thì Xuân Mạnh mới thi đấu trở lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An sau khi bình phục chấn thương, vì vậy khả năng được triệu tập còn bỏ ngỏ. Khu vực trung tuyến, Tuấn Anh cũng chỉ có cơ hội 50-50. Tiền vệ người Thái Bình được đội bóng Phố Núi khẳng định sẽ nhả nếu thầy Park gọi, nhưng tiền sự chấn thương nặng của Tuấn Anh là vấn đề buộc huấn luyện viên người Hàn Quốc phải cân nhắc kỹ. Tương tự là trường hợp của Phan Văn Đức hay là Tiến Linh, cả hai khó trở lại đội tuyển vì chấn thương chưa hồi phục 100% hoặc chưa lấy được phong độ. Việc có khá nhiều học trò cưng gặp những vấn đề khác nhau chính là điều khiến cho thầy Park tính nước gọi lại những cựu binh như là Anh Đức hay là Thành Lương. Bên cạnh đó, xem xét một vài gương mặt Việt kiều đang chơi ấn tượng thời gian qua tại V-League. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chốt bản danh sách có số lượng ít nhất là 23 cầu thủ và tất cả đều được đăng ký với ban tổ chức King's Cup năm 2019. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 6 tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan. Thông tin từ VFF cho biết thủ thành Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Đức Dinh đang có phong độ không tốt, nhiều khả năng được điền tên vào quân số của U23 Việt Nam thay vì tuyển Việt Nam. Tiến Dũng không được cạnh tranh với Đặng Văn Lâm, trong khi Đức Dinh là người gốc Phú Thọ, nơi tổ chức trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào ngày 7 tháng 6.